Ngay lúc này, tại điểm trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Hội An, đông đảo người dân đã sơ tán đến nơi an toàn. Các phương án phòng chống bão số 9 cũng đã được địa phương chuẩn bị kỹ. Phóng viên chúng tôi sẽ thông tin chi tiết. Vâng, xin mời chị Vân Trang. Xin chào trường quay, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tại thành phố Hội An của Quảng Nam thì mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt và chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Một trong những mục tiêu bây giờ là di dân đến nơi an toàn, và cụ thể thì tình hình của công tác này ra sao thì chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Hội An. Vâng ạ, xin được chào ông. Thưa ông, hiện nay thì tình hình di dân cũng như là công tác đảm bảo cuộc sống cho người dân thì như thế nào rồi ạ? Trước cái diễn biến quá phức tạp của bão số 9 là ngay từ rất sớm thì thành phố đã chỉ đạo cho 13 xã phường, tức là rà soát để mà xây dựng cái phương án cụ thể để phòng tránh bão. Trong đó là một trong những cái việc mà quan trọng nhất, đó là cái việc sơ tán dân. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì toàn thành phố đã tổ chức sơ tán được hơn 14.200 người. Trong đó là tiến hành sơ tán tại các cái điểm sơ tán tập trung của thành phố tổ chức, cũng như là ở 8 xã phường, 8 trên 13 xã phường tổ chức thì khoảng hơn 670 người. Thì để thực hiện cái việc đó thì theo phương châm 4 tại chỗ, thì tại thành phố thì cái việc mà bảo đảm về lương thực, nước uống cũng như là các cái điều kiện về an toàn trong cái khu sơ tán tại cái điểm của thành phố tổ chức tại trường trung học cơ sở Kim Đồng, cũng như là tại các cái điểm sơ tán tập trung của 8 xã phường đều được chuẩn bị một cách chu đáo để đảm bảo cho người dân yên tâm trong quá trình thực hiện cái việc di dời. Vâng ạ, thưa ông, bão số 9 được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây đổ bộ vào miền Trung. Vậy thì ông có thể chia sẻ đó là cái kế hoạch cũng như là làm thế nào để ứng phó với bão và khắc phục sau khi bão đi qua không ạ? Trước cái diễn biến cũng như là cái cấp độ hết sức cao và nguy hiểm của bão số 9 thì phương châm đầu tiên của Hội An và có lẽ là từ xưa đến giờ, đó là trước hết là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và hạn chế đến mức thấp nhất cái thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên trước cái cơn bão rất là lớn như vậy, cho nên là cái việc mà tổ chức vận động nhân dân bằng mọi hình thức là thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để người dân cùng với cái lực lượng vũ trang của thành phố, lực lượng các xã phường là hỗ trợ cho người dân là tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, neo đậu tàu thuyền, thì tập trung cái việc là tổ chức sơ tán dân đến các nơi an toàn trong các khu sơ tán của thành phố, của xã phường, cũng như là thực hiện phương án di dời san ghép tại chỗ là các cái nhà mà không đảm bảo đến các nhà cao tầng. Và khi mà tình huống đến khi mà rà soát tất cả các công việc cuối cùng đó, thì để mà ở thời điểm hiện nay để mọi việc cho nó trong cái khả năng có thể nhất của thành phố để đảm bảo an toàn cho dân. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại đó là chỉ vài tiếng nữa thôi thì cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, trong đó tập trung tại Đà Nẵng đến Phú Yên. Và tình hình cơn bão như thế nào cũng như là công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão ra sao thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự và các bản tin nhanh về cơn bão số 9. Và bây giờ xin được quay trở lại với trường quay.